2899 là tổng số lượng câu chuyện mà Tiên đã nhận được. Trên thế giới này có 7 tỷ người mà em nói em rời đi em sẽ không có ai bên cạnh. Đừng lo lắng quá nhiều mà hãy tập trung giải quyết những cái mông lung mà em đang suy nghĩ tới đó. Nếu một người yêu mình thật sự thì sẽ yêu luôn cả những cái quá khứ của mình. Chắc chắn là em sẽ nhận được sự đồng cảm của chị nha. Ai rồi cũng sẽ có một sân khấu cho riêng mình. Và nơi này là sân khấu dành cho những câu chuyện của các bạn. Chào mừng bạn đến với Tiên Tiến. Và chủ đề ngày hôm nay sẽ là một chủ đề về nghề nghiệp. Một chủ đề mà các bạn cũng gửi cho Tiên rất là nhiều những câu hỏi, những cái định hướng nè, cũng như là những cái ngành học của các bạn. Ok, Tiên sẽ đọc một cái câu chuyện mà Tiên nghĩ rằng là nó rất là thường gặp ở những bạn trẻ khi mà chuẩn bị lên đại học. Em chào chị Tiên, khi em thấy post này của chị, em đã bấm vào ngay để tâm sự cùng chị. Câu chuyện của em cũng không hẳn là câu chuyện về nghề nghiệp hay công việc, mà là sự băn khoăn của em đối với ngành học mà em buộc phải chọn. Phải làm sao khi em thực sự không biết bản thân mình thực sự muốn gì, hoàn toàn không có ước mơ, không hiểu được bản thân đây chị. Lên đại học em phải chọn ngành học để sau này có thể có một công việc ổn định. Nhưng hiện tại em không biết mình thích gì nên em đã chọn đại cho mình một ngành mà từ trước giờ em không nghĩ tới nó. Để có một ngành để học nên em đã chọn đại mà em không biết em có học được nó hay không, hoặc là có thực sự yêu thích nó để theo đuổi nó hay không, mà chỉ chọn nó bởi vì có lẽ nó sẽ giúp em có được một công việc ổn định, là thứ mà em sẽ bám víu vào trong tương lai. Nhưng em đã cố gắng để tìm được một điểm mà em yêu thích ngành học đó để khiến bản thân cảm thấy yên tâm hơn, mà không biết nó sẽ ra sao khi em học nó. Bởi vì em thật sự bản thân cảm thấy không có ước mơ, không biết mình giỏi gì nên em đã làm như vậy. Vậy nên em thật sự sợ những câu hỏi liên quan đến sở thích, nghề nghiệp vì em không biết phải nói như thế nào cả. Em mong chị có thể giúp em có động lực để em có thể có niềm tin để học được chuyên ngành mà em đã chọn. Em cảm ơn chị. Về câu hỏi này, thực sự chị nghĩ rằng chị không thể nào là người giúp em tìm được ước mơ của em được. Nó phải xuất phát từ chính bản thân em. Về những cái câu hỏi như là em không biết sở thích của em không biết em giỏi gì, em không biết mình nên làm gì, nó phải được trả lời bởi chính em, chứ không thể nào là một người ngoài được. Ngay cả gia đình của em cũng sẽ không thể nào trả lời được câu hỏi này. Và em nói là bây giờ em đã chọn một cái ngành học khác và em đang sợ là em không biết là em có học được nó hay không. Ở câu này thì chị nghĩ là em hãy nên tin vào nhân duyên đi. Sẽ có một cái gọi là cơ duyên nào đó khiến em chọn cái ngành học này giữa hàng ngàn, hàng vạn, gọi là một đống những cái ngành học khác, nhưng em đã chọn ngành học này. Chắc là có một cái cơ duyên nào đấy. Em đã chọn rồi thì em phải bắt đầu chấp nhận và học nó. Và chị tin rằng mỗi một ngành học đều sẽ có một cái thú vui riêng, một cái điểm thú vị riêng. Nếu như em cố gắng em sẽ có thể tìm được nó. Và nếu như em học, em cứ học thử đi, và em cảm thấy em học, em cảm thấy em không phù hợp, thì mình chọn sai thì mình chọn lại, mình còn trẻ mà. Ít nhất là mình cũng phải học để em biết được rằng em phù hợp với điều gì. May mắn em học, em thấy em phù hợp, thì em đã tìm được một cái con đường cho chính mình. Còn nếu không thì mình chọn lại. Mình có thể định hướng cho bản thân mình mà. Cho nên là cái này, điều đầu tiên là em hãy dành một cái thời gian để mình thử trong cái việc học tập cái ngành học mà em đã chọn đại đấy. Điều thứ hai rằng đừng ngồi suy nghĩ là tại sao mình không biết mình là ai, tiêu cực quá về cái vấn đề mình mong luôn. Cái đó không phải một mình em trải qua, mà ai cũng sẽ trải qua. Khi mà một đứa trẻ họ bước chân ra đời thì cái vấn đề, cái khoảng thời gian mong lung là cái khoảng thời gian sẽ có. Cho nên là đừng lo lắng quá nhiều, mà hãy tập trung giải quyết những cái mông lung mà em đang suy nghĩ tới đó nhé. Cảm ơn em. Không có số điện thoại. Có câu hỏi này, nó có một câu hỏi thôi. Với một xuất phát điểm kém về nhiều mặt so với mọi người cũng như mặt bằng chung, em cần phải làm gì để ít nhất sau này có được một cuộc sống và có sự nghiệp ổn định? Có một câu hỏi chung chung mà nó hơi bị chung chung quá nhỉ. Có số điện thoại để mình gọi. Tại vì nó hơi chung chung quá. Alo. Alo ạ. Có điều gì sao không nói cùng Tiên? Thủy Tiên ạ, bạn. Có phải một số người khác quá không? Thủy Tiên không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Em chào anh ạ. Chị chào hai anh em. À thế hả? Tại bạn nói chuyện chững chạc quá, vì tưởng bạn lớn tuổi hơn mình. Là em có 2 thôi chị ạ. À thế hả? Hello em. Chị có
đọc được cái chia sẻ của em lên podcast Tiên Tiến thì em có hỏi chị một câu là với một xuất phát điểm kém về nhiều mặt thì chị cho chị hỏi là xuất phát điểm kém về nhiều mặt là kém về cái gì em nhỉ? Cả tinh thần và chất lượng em, chứ không phải em cảm thấy là em đang kém hơn so với bình thường chị ạ. À, ok em. Và em cần làm gì để sau này có một cuộc sống và có sự nghiệp ổn định hết chị dành cho em một câu như thế này. Sẽ luôn luôn có người ở trên mình và sẽ luôn luôn có người ở dưới mình. Cuộc sống vốn dĩ là như vậy. Cho nên em đừng suy nghĩ quá tiêu cực về việc là mình lúc nào cũng ở dưới người khác hết. Sẽ có những người ở dưới cả em nữa. Xuất phát điểm của một người nó không quan trọng. Xuất phát điểm của một người có thể trở thành một cái nguồn động lực để cho người ta cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống này. Em hỏi chị là một xuất phát điểm kém hơn về nhiều mặt thì em cần phải làm gì? Thì em cần phải nỗ lực, em cần phải cố gắng. Người ta nỗ lực, những cái người mà đối với em là xuất phát điểm bình thường, người ta nỗ lực 100%, em phải cố gắng 200%, cố gắng 300%. Và đừng quá suy nghĩ tiêu cực về xuất phát điểm của mình, vì chị chắc chắn với em luôn á là em nghĩ là em đã kém rồi mà sẽ có nhiều người ta còn kém hơn như thế nữa. Khi mà mình nhìn lên trên, đúng rồi, mình cũng sẽ phải nhìn xuống để mình có một cái sự cân bằng về mọi mặt và cũng từ đó hiểu được vị trí mình đang đứng ở đâu để mình cố gắng nhiều hơn. Và với câu hỏi này thì chị thấy em đang có một cái nhìn nó hơi tiêu cực về bản thân mình và chị mong em sẽ thay đổi cái nhìn của em để mình nhìn có thể là nhìn rộng ra hơn một chút xíu và cố gắng nỗ lực hơn cho mọi thứ nha em nha. Cảm ơn em rất là nhiều, mong là em sẽ sau này sẽ có một cái cuộc sống và sự nghiệp ổn định, sẽ tìm được định hướng cho riêng mình và đặc biệt là sẽ luôn cố gắng nỗ lực không ngừng. Cảm ơn em. Bye bye. Bye bye. Ok. Bạn hai cả hai mà nói chuyện chín chắn ha, cái giọng ấy men dữ luôn á, không phải, ý là giọng rất là chững chạc, giọng nghe chững chạc. Nãy tôi có nói là sẽ có người trên bạn và sẽ có người dưới bạn, vì thật sự là với những cái hành trình Tiên đi qua hay thậm chí là chỉ trong một cái podcast này thôi á, trong những cái câu chuyện các bạn gửi Tiên á, nhiều khi Tiên đọc một cái câu chuyện Tiên thấy là ôi tệ quá, mà mình lướt cái câu chuyện thứ hai rồi thấy có câu chuyện tệ hơn rồi. Cho nên là mỗi một góc nhìn sẽ có một cái góc nhìn về cái câu chuyện khác nhau, cho nên mỗi người đều có một cái hoàn cảnh khác nhau, cho nên mình sẽ không nên so sánh về vấn đề là kém hơn hay là được hơn hay là nhiều hơn này kia. Mình nên tập trung vào thực lực của bản thân mình để nỗ lực và cố gắng nhiều hơn. Nên là câu hỏi này Tiên nó ngắn gọn thôi, nhưng mà tại sao Tiên chọn câu này, Tiên nghĩ là đây là một cái vấn đề mà nhiều người gặp phải. Mọi người hay bị so sánh về cái xuất phát điểm của mình và từ đó cảm thấy nản về những cái hành trình của bản thân. Nhưng thay vì đó thì nên cố gắng và nỗ lực nhiều hơn. Một câu hỏi: hiện tại nhiều ngành nghề mọc lên một cách khó kiểm soát với sự phát triển không ngừng từ mạng xã hội như các streamer, tiktoker, chủ yếu là sáng tạo nội dung, nếu nói theo cách tích cực. Còn tiêu cực hơn là nhiều người lạm dụng nó để sáng tạo những nội dung không đem lại giá trị về mặt ý nghĩa, thậm chí đơn giản chỉ là bắt chước để bắt kịp xu hướng. Nhưng những việc làm này đem lại thu nhập khá cao cho họ. Là một sinh viên như ba bạn khác, để tìm một công việc ổn định với thu nhập hợp lý là vấn đề nan giải với chúng em. Việc áp lực đồng trang lứa, áp lực bởi thu nhập của mọi người, liệu chị Tiên có thấy đây có phải là sự công bằng cho mọi người hay không? Chứ em thấy là em lắp áp lực lắm luôn. Không hiểu sao mọi người kiếm tiền dễ như vậy trong khi mình bán sức cho doanh nghiệp mới có được một mức lương hợp lý. Wow, với câu hỏi này thì vô tình ngày hôm nay tại đây chúng ta có một khách mời, cũng là một streamer, một tiktoker, một nhà sáng tạo nội dung và cũng kiếm được một cái khoản tiền kha khá. Thì xin mời khách mời ngày hôm nay chúng ta, Misty. Trời ơi, ok em sao mà em giới thiệu chị ok không? Ok, nhưng mà sao chương trình này có mình chị khách mời hả? Chị hôm nay vô tình chị vô tình chị quay cái vlog đó cho nên tùy thôi chị ok. Nhưng mà không, câu hỏi này là dành ra chị ok rồi, hết hợp lý. Ấy là hỏi câu này thôi rồi chị xách ghế đi ra. Đúng, hỏi xong rồi đi ra đó. Sao không gọi điện đi? Không, em muốn gọi điện không, tại lát nữa mình sẽ gọi điện thoại cho bạn này, bạn này có để lại số điện thoại. Không phải số chị, không phải số chị. Không phải số chị đâu. Khoan nha, vấn đề vậy nè. Bây giờ mình sẽ nói ra quan điểm trước, xong mình sẽ gọi điện thoại để mình an ủi bạn này nha. Bây giờ chị nói ra quan điểm đi. Như vậy thì là có công bằng hay không công bằng? Mình nghĩ là không công bằng. Không, thực sự mà nói, tại vì đối với mình đây, mình cũng ví dụ nha. Đối với chị đi ha, hồi trước á, chị cũng đã từng là sinh viên ngân hàng mà em. Chị học đại học kinh tế ra mà, chị thì cho là mình đại học kinh tế, xong rồi mình cũng học hành khổ cực 4 năm. Xong rồi đến cái năm cuối đang học á, thì chị đi làm stream. Thì
với một mức lương khá ổn thời điểm bắt đầu, lúc đó là 10 triệu. Nhưng mà nó rồi là ok. Trời ơi, 6 năm trước. 6 năm trước mà lương 10 triệu là ok. Đó. 6 năm trước là 10 triệu rồi mình thấy chỗ sao ngon lành như vậy xong chị nghỉ học luôn. Không, nhưng mà đây không phải là khuyến khích mọi người nghỉ học đâu nha mọi người, tại vì mà chị đang khuyến khích đó. Không, không tại vì nè, tại cái thời điểm đó là nó là một cái nghề mới tinh luôn. Mà em biết cái nghề gì mà nó mới mà nó đang phát triển là được đầu tư nhiều lắm. Nhưng mà sau một thời gian thì nó sẽ chững lại. Giống như cái thì ra cái này chị nghĩ là cũng không hẳn là không công bằng. Nhưng mà nếu mà xét về đoạn đường ngắn á thì nó sẽ không công bằng, nhưng mà xét dài thì nó sẽ công bằng. Bởi vì streamer hay bất kỳ cái nghề nào mà từ mạng xã hội sự nổi tiếng á, thì nó chỉ có một khoảng thời gian nhất định thôi. Còn nếu như mà các bạn làm bác sĩ nè, làm xây dựng nè, hay là làm cô giáo gì đó thì các bạn làm được hoài luôn, hoài đến khi nghỉ hưu luôn thì mới là không làm nữa. Còn cái này là nó chỉ kiếm được tiền trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Chứ nên là kiểu giống như là tụi mình kiếm nhanh hơn, nhưng mà xong sau đó thì mọi người sẽ kiếm được dài hơn á. Đúng không? Wow. Nhưng mà đó là mọi người chỉ thấy bề nổi thôi. Còn có những người ta gọi là người ta bất chấp tất cả để câu view. Nhưng chưa chắc người ta kiếm được tiền. Đúng. Người ta sẽ bị chửi, người ta sẽ bị ghét. Chính xác, bản thân em tin vào một câu như thế này. Sẽ có những streamer TikToker họ tạo những cái content tích cực, hay là có những người là vô tình là tự nhiên cái hot mà không có cái content thì không có ý đang nói chị là content đó. Vô tình. Vô tình. Nhưng mà những cái gì mà tạo ra giá trị thực nó mới lâu dài được. Các bạn có thể thấy là có những người là có thể là hot một cái thời điểm đó thôi, nhưng mà sau đó là không có gì tiếp diễn, không tạo được cái giá trị tích cực thì mọi người cũng lại quên. Những cái người mà trụ được lâu dài là những người họ tiếp tục tạo nên content và họ thực sự là sử dụng chất xám của mình để làm việc, thì cái đó là nói là công bằng, nói là không công bằng, nhưng thật sự là cũng có công bằng. Cuộc sống nó sẽ có những điểm không công bằng và sẽ có những điểm công bằng. Không, nhưng mà chị nghĩ là đó là nó quy về chuyện đánh đổi. Nếu như bạn thì cho là đây là cái chuyện mà ví dụ như những người mà người ta nổi tiếng nhanh á, thì là người ta phải đánh đổi rất là nhiều thứ. Đúng. Người ta câu view, người ta phải bất chấp làm này làm kia để người ta kiếm tiền, đúng không? Thì người ta đánh đổi để cho người khác, có thể là người ta không thích mình, người ta nhìn cho mình người ta thì ôi trời, còn tên rác đi ngoài đường, người ta cái thằng này nó đáy xã hội nè, đó kiểu vậy, đúng không? Còn những người mà người ta kiếm tiền từ từ, nhưng mà người khác nhìn vào ví dụ như cô giáo, thầy cô giáo đi ngoài đường đi thì sẽ kêu là ơi cô giáo rồi, được xưng hô bố mẹ kêu kiểu cặp cô thì chào đi con, đúng không? Chứ đâu có phải là kiểu những cái mà mình chấp nhận đánh đổi bản thân mình, gọi là nếu mà mình bán linh hồn cho quỷ dữ á. Mình về mà nó bà đạp chuyên môn mà bà làm gì bán linh hồn cho quỷ dữ chứ trời. Bất chấp vì đồng tiền đó, hiểu không? Đó, mình bán linh hồn cho quỷ dữ thì cái đó là mình sẽ kiếm tiền nhanh, nhưng mà mình sẽ lại bị mất đi rất là nhiều thứ. Đúng. Và bản thân em thì là em cũng không cổ suý cho cái việc mà kiểu như là tạo ra những cái content mà không bổ ích để cố gắng cọ câu view cho bản thân. Tại vì em nghĩ cái đó cũng sẽ được một cái khoảng thời gian ngắn thôi à. Sau đó những cái gì tồn tại sẽ không có động lại được nhiều cho mọi người. Đúng và rồi. Mình sẽ gọi là bị đào thải rất nhanh trong cái môi trường mà mọi người bây giờ. Thật sự là streamer TikToker bây giờ họ cũng rất là thông minh và họ bắt đầu sử dụng chất xám của họ rất là nhiều để tạo ra những cái content rất là hay ho. Và thật sự nói nha, nó không công bằng và nó vừa công bằng. Bản thân Tiên thấy là như vậy, tại vì công bằng là sao? Có những cái sân chơi mà thực sự là có nhiều cơ hội hơn. Đúng, nhiều cho các bạn hơn. Trẻ có nhiều cơ hội hơn, họ tìm thấy được chính bản thân mình ở những cái mạng xã hội, và tôi nghĩ là nó cũng là một gọi là một điều công bằng, nó phù hợp cho tất cả mọi người, phù hợp cho mọi người ở mọi lứa tuổi, không phân biệt giới tính, không phân biệt giai cấp, không phân biệt lứa tuổi, thì nó cũng là một cái công bằng. Không công bằng thì tôi cũng hiểu tại sao người ta gọi là không công bằng ở đây. Bây giờ chị nghĩ được chị sẽ nói gì với bạn này chưa? Bạn nãy hỏi là bạn này ừ bạn này bạn kêu là đâu mà không hiểu bạn là rồi. Bạn là đang bán sức cho doanh nghiệp mới có được mức lương hợp lý, có nghĩa là dở hai vé này thì bạn đang là người làm công ăn lương chứ không phải làm streamer TikToker. Không, nhưng mà nói vậy thôi chứ thiệt ra là TikToker streamer là bán bản thân mình cho content đó em. Đúng không? Cái này là bán lương cho doanh nghiệp rồi. Vậy đấy, nếu nói là nha, để cho bạn ok để em gọi bạn. 09 thiệt đúng hả? Ủa? Sao kỳ vậy? Em đoán sai không? 0902. Không, cái chuyện này cũng xảy ra thường ngày em ạ. Hồi xưa chị làm cũng xảy ra thường ngày. Ủa kỳ. Sao mà cười dữ vậy trời? Hay là bạn đổi số rồi? Không, có khi là bạn thấy cái mục đó mục bắt buộc. Cho bạn để đại hả? Đúng. Là ai? Là ai? Cái này là ai?
tức quá. Không, nhưng mà cái vấn đề này chị nghĩ là bạn ngại, không có dám lên ngại tiếng không thôi. Tiếng. Ờ, ngại thôi. Nhưng mà hay, một cái câu hỏi hay. Đây em đánh giá là câu hỏi mà gọi là hay nhất. Nhiều người suy nghĩ đó nhưng mà người nhiều ta không dám hỏi. Đúng đó. Mà hay đó, một cái vấn đề rất tại là hay. Tại vì bây giờ là nhiều người nói là streamer TikToker là dễ kiếm tiền lắm. Đúng. Bây giờ là YouTuber đi ra ngoài đường quay cái là dễ kiếm tiền. Còn người ta là phải làm cực khổ cái thứ thì mới kiếm được tiền. Không ngờ tính ra bạn này bạn cũng bức xúc quá. Nhưng mà cái ở đây mình nói bạn đó, đó là những ai mà người ta làm dễ kiếm tiền thì cái đồng tiền nó cũng dễ mất đi lắm. Với một cái vấn đề này nữa là mỗi người sẽ có một cái thực lực riêng. Nhiều khi là bạn nhìn đó người ta làm dễ rồi thôi, tới khi mà bạn làm TikToker hay làm streamer thực sự thì bạn lại không hot được như người khác. Ý là mỗi người sẽ có một thực lực riêng, mỗi trong một cái cộng đồng, trong một cái tập thể thì mỗi một người sẽ giữ một cái vị trí riêng. Nếu như mà ai cũng mong muốn được làm cái này thì ai sẽ làm cái kia? Ai dạy chị đi thi hoa hậu được mà. Thì đó là đó, mỗi người sẽ có thực lực riêng. Xin nhắc lại, mỗi người sẽ có một thực lực riêng. Thôi, hỏi thử ý kiến đó. Thì em hỏi gì đó. Trừ chiều cao ra thì ổn không em? Chị dạo này hơi mập, chị giảm cân được. Dạo này hơi để lông chân chút thôi chứ. Trừ chiều cao ra hả? Chắc phải trừ luôn cái mặt hả? Ừ. Thôi nói về cái tính nét đi, tính nét hả? Tính nét được không? Ổn không? Tính nét vậy thì vô được cái top 40-45 gì đó là cũng được. Hòa bình đó nha. Ủa không thì anh nói thiệt thôi. Em nói thiệt hả? Top 45 chị tụi em nói giỡn á. Nhưng mà có chiều cao vô là chị bị loại đèn gửi xe. Má thẳng thắn. Chị tưởng chương trình đây là chương trình tiên tiến mà. Ủa tiên tiến? Em đang ngăn chặn chị khỏi những cái định hướng sai lầm. Hay nè, câu này hay nè. Câu này hay, trời ơi. Nói câu này hay nè. Câu này hay á. Ê, hay không? Rồi. Và không, đó là một minh chứng cho bạn thôi, để cho bạn thấy đó là đâu phải ai người ta cũng có thể thấy dễ kiếm tiền, thấy tiền dễ kiếm tiền, cái mình chạy vô đâu có được. Và đây cũng là một câu, chỉ xuất hiện câu cuối vậy thôi đó. Hết rồi đó. Chào đi, chào kết đi. Bye bye mọi người nha. Chào mọi người nhớ hỏi những cái câu nào mà nó liên quan đến ngành nghề của mình để mình được xuất hiện nhiều hơn nha. Bye bye. Bye bye mọi người rất là nhiều và hãy follow, subscribe kênh của Misty cũng như là Nóng Xuyên Official nha. Bye bye mọi người. Hẹn gặp mọi người trong tập tiếp theo.